Ngày 7 tháng 3 năm 2020, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn mua bán xăng dầu trong nhiều năm qua. Trước đó, sáng ngày 5 tháng 3, đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Phương và cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 cùng ở huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu bình thường. Tuy nhiên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Cường An số 1 cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết thời hạn từ tháng 5 năm 2014 và sử dụng phương tiện đo cột bơm xăng dầu không có giấy chứng nhận kiểm định theo quy định. Đối với doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Phương, tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và cho rằng giấy chứng nhận này đã hết thời hạn vào tháng 1 năm 2017. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ các chứng từ, sổ sách liên quan đến việc kinh doanh của hai cơ sở nói trên, đồng thời áp dụng các biện pháp niêm phong toàn bộ hàng hóa tồn kho, các thiết bị đo, bơm xăng dầu buộc tạm ngừng kinh doanh để tiếp tục xử lý.